xính. Màng này thi công màng lạnh. Hai cuộn, mỗi cuộn 20 mét. Màng 1,5 mm. Càng vật liệu xây dựng đây. Đây là màng 1,5 mm này. Màng tự dính này. Khi mình thi công mình sẽ bóc ra phần tử bóng ra, bóc phần tử bóng đen này, rồi dán cái phần là nhựa đường. Màng này là màng của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ chất lượng tốt, giá ổn định. Đó, đơn giá là 300.000 một mét vuông. Hoàn thiện, thi công hoàn thiện là 300.000 mét vuông sàn.